Đặc biệt là trong bán đấu đầu tiên chúng ta cũng nhìn thấy cái sự chặt chẽ trong cấm vật chọn đến từ bên phía Buriram là tốt đến như thế nào. Họ đã thực sự phong tỏa được gì người chơi sáng giá nhất trong đội hình của Thunder Talk ở trong trận thi đấu vừa rồi. Và cũng phải kể đến là những cái lỗi về mặt setup giao tranh đến từ Thunder Talk nữa. Khi mà chúng ta không nhìn thấy bất kỳ một lần nào, chính xác hơn là chỉ có một vài lần thôi, một vài ngắn ngủi thôi, G nhận được cái nhất thống. Còn phần lớn thời gian là nhất thống của X-Buy vào vị trí của Shin. Đó là một quyết định mà tôi nghĩ rằng hoàn toàn chắc chắn là không sáng suốt, chắc chắn là không sáng suốt và không hợp lý. Với cái đội hình này, Jack không được chơi thì đồng nghĩa với việc là đội hình Thunder Talk không có đam duy trì theo thời gian. Và ván đấu này thì đã có sự thay đổi. Van Dirt với một màn thể hiện quá xuất sắc với con bài Aatrox thì Aatrox của anh ta đã phải lên bảng cấm. Buriram khi không có được Aatrox thì họ cũng không cho đối phương con bài Shen. Nhưng cái bể tướng của Van Dirt với khả năng cánh tim vẫn còn đó. Đúng. Với có lẽ sẽ là Kha'Zix, bởi vì đây sẽ là cơ hội để cho Buriram có thể lựa chọn cho mình Zix cộng với cả thêm là một con Gragas nữa. Khi mà đối phương đã lộ ra con bài Senna rồi. Nên là Zix và Gragas vừa để lấy đi một trong những con tướng phối hợp cùng với cả Senna cùng đứng dưới khỏe nhất ở trong combo Senna cộng 1, còn vừa có được khả năng chơi đội hình cấu rỉa khi mà sẽ có thể đặt vào trong tay của Van Dirt một con Kha'Zix. Anh ta sẽ là một người vào sau. Nhưng quyết định của bên phía Buriram sẽ là gì? Nautilus hợp lý hơn. Nautilus đang là vị tướng mạnh nhất ở vị trí hỗ trợ bây giờ. Nautilus rồi Zix rồi thêm một vị tướng đi rừng khác nữa. Thế là lượng đam vô cùng vượt trội ở thời điểm này. Pick Johnny trước dành cho Van Dirt, một lựa chọn khá mạo hiểm đến từ bên phía của Buriram. Nhưng họ cũng đã lấy đi một vị tướng có thể counter vị trí của con bài Yone này. Đó là Nautilus dành cho đội hình của mình. Thực ra thì đội hình này họ vẫn có thể lấy Zix được ở turn kế tiếp. Tại vì khi đội hình của đối phương đang có Senna thì tức là sẽ là một đội hình sẽ rất khó có cơ sở để Zix xuất hiện trong đội hình của Thunder Talk. Nên họ không lấy Zix trước ở thời điểm này cũng là hợp lý. Không còn Sen, đội hình bảo kê này bây giờ sẽ thiếu đi một nhân tố tương đối quan trọng. Galio vẫn sẽ xuất hiện trong ván đấu này dành cho SMY. Và để xem là không còn Sen thì có thể chăng là X-Buy sẽ đánh cho mình đấy là một con ngộ không trong ván đấu thứ hai này. Và giúp kinh nghiệm ở trong ván đấu lần trước thì Thunder Talk đang chủ động chọn cho G khu vực đứng giữa vũ con Akali. Đây là con tướng tủ của anh chàng người chơi khu vực đứng giữa bên Thunder Talk. Và nó sẽ là một đối trọng nếu như bên phía Buriram muốn chọn những con tướng dạng pháp sư carry máu mỏng ở khu vực đứng dưới. Đây sẽ là một con tướng có thể tìm ra hàng sau của họ. Rồi, và đội hình của Buriram đang hướng đến tiếp tục một vị tướng ở khu vực đứng trên, Rayton dành cho bên phía của Tipper. Và đấu trước Tipper thi đấu thực sự hay với con bài Revenge. Mặc dù dấu ấn của Valor là nhiều hơn, nhưng mà trong những tình huống trao đổi chiêu thức và đặc biệt là những cái tình huống đẩy trụ về cuối hay những pha áp sát giao tranh và làm lũng đoạn đội hình bên phía của Thunder Talk thì Tipper ván vừa rồi làm quá tốt. Với con bài Revenge chỉ duy nhất anh ta bị gặp một tình huống solo tay đôi, chính xác là một tình huống ganh của đối phương 2-1 đứng trên và để thua ở trong ván đấu trước mà thôi. Còn lại thì Tipper vẫn đang rất chất lượng cho đội hình của Buriram. Thời điểm này thì bể tướng đi rừng đến từ bên phía của X-Buy thì anh ta còn đó là vị trí thứ nhất là Vi, thứ hai là Kha'Zix, thứ ba là Olaf. Đó là ba vị tướng mà đã nằm trong cái bộ line-up chiến thắng của Thunder Talk ở trong cũng trong một cái đội hình mà để giúp cho G được gánh team với con bài Akali. Thế cho nên bây giờ Vi hoàn toàn có thể được lấy vào, tại vì nếu được lấy được Vi ở tầm này thì bên phía của Thunder Talk còn tránh đối phương lại có được cái bộ đôi gọi là Vi kết hợp với Nautilus nữa, đó là bộ bắt đơn mục tiêu cực kỳ mạnh. Và sẽ chuyển cho Nê ra khu vực đứng đơn dành cho Noel. Đó hoàn toàn có thể phương án được khả thi. Nhưng Vi đã nằm trên bảng cấm đến từ chính bên phía Buriram rồi. Cảm giác như con Yone này được lựa chọn để cho Van Dirt, sẽ chỉ cho Van Dirt và thôi. Đúng. Sự ưu tiên, sự cưng chiều của Buriram dành cho Van Dirt, bởi vì thực sự anh ta làm được việc. Câu chuyện là như vậy. Và anh ta rất biết cách để có thể xử lý những con tướng theo dạng là gánh team. Để xem là với lực pick thứ tư chúng ta có thể phần nào đấy sắp xếp được vị trí những con tướng đến từ đội hình của bên phía Buriram hay không. Revenge được lựa chọn thêm một lần nữa. Vốn dĩ Noel ban đầu là một người chơi đường Baron, thế nên thời điểm này chúng ta vẫn có thể thấy được là nếu như đổi kèo thì kể cả Revenge hay kể cả là Rick tấn công đứng giữa thì có lẽ rằng Noel đều có thể sử dụng tốt được vị tướng này. Và vẫn đang rất khó để chúng ta sắp xếp được chính xác vị trí của các con tướng mà Buriram đã chọn, nhất là con tướng đấu sĩ. Nếu mà Nautilus ở vị trí hỗ trợ ấy thì chúng ta đang có thể mừng tượng được ra đội hình của bên phía của Buriram đang có một đội hình một pháp sư kẹp bốn đấu sĩ đánh trực diện ở tuyến trên. Thì bây giờ vẫn còn Orianna, không biết trận vừa rồi đánh Orianna vẫn hay. Rồi còn Luck ở trong đội hình. Luck thì sẽ tạo với Nautilus một bộ đôi hiệu khống chế giữ chân là gọi là khóa cứng đội hình đối phương. Và đặc biệt là cũng cần phải chờ xem rừng của đối phương sẽ là vị tướng gì.
Rồi đội hình của Thunder Talk chia đội hình về dạng hai sát thủ, đó là Khazik vẫn nằm trong cái bộ tướng đến từ phía của Thunder Talk, rồi không có quá nhiều sự bất ngờ. Cái bể tướng đến từ Thunder Talk đến thời điểm này thì cũng đã lặp đi lặp lại là khá nhiều và không có những cái sự thay đổi về những mắt xích quan trọng. Qua đó không quá khó khăn để Buriram có thể đưa ra những cái quyết định của mình. Và pháp sư mà bên phía của Buriram lựa chọn ở trong trận thi đấu này để kẹp với bốn đấu sĩ đó là Kama. Họ muốn tận dụng khả năng búp tóc đến từ Lizard để có thể thực hiện tình huống tăng tốc và tấn công đội hình của đối phương. Cũng có thêm cả những khả năng làm choáng và giữ chân để có thể ngăn nhịp biến về nhịp lao vào đến từ một con Akali. Nhưng để xem là vẫn là câu chuyện họ có thể ép đối phương phải đến những tình huống giao tranh sớm hay không. Đội hình này đội hình mà khả năng ép giao tranh sẽ tương đối tốt. Họ có rất nhiều những công cụ để ép giao tranh. Nhưng chúng ta thấy được cái khả năng mà né ganh và sự nhẫn nại đến từ bên phía Thunder Talk trong bản đấu đầu tiên rồi. Họ sẵn sàng nhường những cái trụ sớm cho đối phương. Nhưng họ vẫn biết cách có thể giữ cho lượng tiền một cái ngưỡng cân bằng và không thua quá nhiều. Pick cái đội hình này đến từ bên phía của Thunder Talk thì thực ra là chúng ta có thể xem J-Team. J-Team là đội hình vận hành cái lối chiến thuật kiểu như thế này là kiểu mượt mà và trơn tru nhất, cũng như là họ chưa có bất kỳ một trận thua nào. Đến từ việc là cái hai vị tướng sát thủ ở trong đội hình bên phía của Thunder Talk ở trong trận thi đấu này ấy, sẽ phải bắt được, ít nhất là bắt được hoặc cùng lắm là đổi hòa mạng với Core Carry ở bên phía của Buriram. Những cái nhìn vào đội hình của Buriram với bốn đấu sĩ, tôi nghĩ rằng hai sát thủ không có quá nhiều cái cơ hội để hoạt động. À, có một vị trí để họ có thể bắt được, đó là vị trí của Vandus. Trận thi đấu này nếu như Vandus lên bảng điểm số thì cũng phần nào đó hạn chế được một lượng sức mạnh cực kỳ lớn đến từ bên phía của Buriram mà Thunder Talk có thể nghĩ đến. Nhưng Vandus, tôi nghĩ rằng anh ta không phải là một tay gà mờ trong việc sử dụng con bài Yone này. Anh ta sẽ giấu cái xuất hồn của mình một cách rất kỹ lưỡng, sau đó chọn thời điểm vào giao tranh cũng là vô cùng tinh quái để tránh bị ám sát bởi đối phương. Một bổ đến từ Xin, nhưng có vẻ những cái lượng máu ta phải trả sẽ là tương đối nhiều sau những ta vụ kiếm kết hợp cả những đòn đánh tay. Nhưng với cái nội tại của Xin thì anh ta sẽ hồi phục được. Và để xem là vòng rừng sẽ là bắt đầu từ bãi người đá thôi. Cả hai người chơi đi rừng đều có những cái vòng rừng tương đối giống nhau, đánh lên nửa cánh trên đến từ bên phía của X-Buy. Tipper mặc dù không có đủ sát thương để hạ đối phương ở những cấp độ sớm như thế này, nhưng mà anh ta cũng đã có được những tình huống trao đổi tiếp thức tiếp tục là có lời nữa để khiến cho Shin bắt buộc phải ở một cái thế là đẩy lính sau và bị ép lính vào trong phần trụ. Còn thì với thế lính đó thì thời điểm này phút thứ 2 khi mà gọi được cả người chơi hỗ trợ lên thì qua đó Shin cũng không gặp quá khó khăn. Tipper cũng chỉ dừng lại ở việc là kéo máu đối phương mà thôi. Và có lẽ anh ta cũng không phải gọi cả support của mình lên đây nữa để tránh bị thua thiệt so với bên phía của Shin. Đồng ý, nhưng cái việc mà bạn phải gọi một con Senna lên khu vực trên khi mà mình là con Garen, anh cảm giác nó không thực sự là quá hiệu quả. Cứ nên để cho Chin ở khu vực đứng giữa chăm sóc cho vị trí của G thì nó sẽ là một cái gì đấy tương đối hay. Bởi vì ở trong những cấp độ ban đầu, kèo cá sấu Akali cũng là một kèo Akali hơi khó để có thể là farm thoải mái mà không muốn mất nhiều máu. Nhưng cũng chờ xem là bên phía của Shin bắt đầu cắm kiếm trước vào vị trí của Tipper, ràng buộc chính xác đến từ bên phía của Shin, sau đó là hồi máu lại dành cho Shin nữa. Xin đã có một pha vào bết chiêu là hợp lý khi anh ta kéo được máu của cả hai người chơi bên phía đối phương và có lợi, và anh ta sẽ được hồi phục lại đến từ cả nội tại cũng như là những tình huống hồi máu của Senna nữa. Đứng dưới thì cũng là những kèo farm hòa thôi, không có gì để nói nhiều về kèo đứng giữa thời điểm tại, nhưng lượng máu mà Colin Fit rút đi được của SMY là tương đối nhiều, không đủ tầm để thực hiện một tình huống trăng dây và giữ chân. Nhưng có lẽ với lượng máu này thì SMY sẽ phải mất thêm một vài lớp giáp trụ khi quyết định biến về. Hồi phục vẫn là rất tuyệt vời đến từ Shin với sự hỗ trợ đắc lực của Senna. Đây chính là ý đồ mà mình phía Thunder Talk họ muốn tới hướng tới, và gọi cả X-Buy lên đây có thể thực hiện một tình huống tấn công vào vị trí của Tipper khi anh ta mới chỉ đang là cấp độ 3 mà thôi. Quyết định là không, quyết định là đánh một cách an toàn và gỡ được một lớp giáp trụ trong tình huống vừa rồi. Thunder Talk đang làm tốt trong việc là khiến cho revenge của Tipper không được xanh so với việc là họ cần bảo kê dành cho G có thể pha một cách an toàn trước Raiden, thì họ quyết định là khiến cho Tipper thua hoàn toàn so với bên phía của Shin, chính là phương án mà Thunder Talk đưa ra ở trong tình huống di chuyển vừa rồi. Họ làm tương đối tốt trong việc kéo máu, và nhìn lại thì khu vực đứng giữa thì cảm giác là Shin cũng không thua nhiều, cấp độ 5 đã có rồi, hình như cũng đã về nhà shopping. Và bây giờ thì có lẽ là kèo này Shin sẽ thoải mái trong việc là đứng pha mà thôi, nhưng khu vực đứng dưới một tình huống xuất hiện của X-Buy và họ đã dồn sát thương vào con đường Facebook hơi rất nhanh sau tình huống khiêu khích của SMY. Colin Fit hơi chủ quan trong tình huống vừa rồi, có lẽ anh ta đang suy nghĩ rằng thời điểm này những người chơi đi rừng đang hướng nhiều sự quan tâm lên khu vực nửa trên nên anh ta mới đứng cao như vậy. Còn đây là G, anh ta bị kéo máu khá đau, mất 2/3 lượng máu, móc vào neo trúng vào vị trí của Chin. G mới là mục tiêu cần móc trúng cơ, nhưng WaterZ móc trúng người chơi đang có nhiều máu hơn và tiếp tục quay ngược trở lại trả đam.
không có, không thể hạ gục được gì, và gì cũng đã có được những sự hồi phục một cách đầy gầy máu ở sau tình huống hỗ trợ vừa rồi. Máy đánh của bên Việt Talk đang vận hành tương đối chân chủ trong ván thiếu thứ hai này, khá khác so với ở ván đấu đầu tiên. Và ở cấp độ 5 thì có lẽ rằng ở thời điểm hiện tại Sin cũng không cần nhiều những sự hỗ trợ nữa. Và với việc mà đang hứa cho mình cái, đây sẽ là cái dìu đen thì phải, anh ta sẽ có thêm nhiều khả năng sát thương trong những tình huống tay đôi. Và với một công lý Demacia hoàn toàn có khả năng lấy đi mạng của Tipper phía bên kia. Rồi, và đây thì sao, đây một tình huống tấn công đến từ bên phía của Van Der rất chất lượng, và anh ta hạ gục tấn công vị trí của Chin hợp lý. Một pha mà WaterZ kết hợp với Van Der tạo ra bộ hiệu ứng khống chế là vô cùng hiệu quả ở thời điểm này. Phút thứ 6, tất cả những chiêu cuối đều có thể đủ để cho cặp đôi này lấy được bất kỳ một điểm hạ gục nào đi một cách hớ hênh ở bên phía Thunder Talk và gỡ lại điểm hạ gục dành cho bên phía của Buriram. Có lẽ nó bắt đầu từ một cú thủy lôi tầm nhiệt. Chính xác. Khi mà họ biết rằng Shin đang có hướng vọng lên khu vực nửa trên, không, cú kéo trước. Và rất đây hay. Mới là cú thủy lôi tầm nhiệt để có thể mắc CC. Shin không đủ khả năng để tỉnh lại trong pha thiếu này. Nhưng cũng phải nói đến, hình như là trước đấy Shin đã mất đi cho mình cái tốc biến rồi thì phải. Không, Shin quả đấy anh là ta vượt tốc biến à? Anh ta tốc biến né đánh thường của Nautilus, nhưng cái chiêu cuối đặt mệnh của Vanus lại quá nhiều não. Anh ta đoạt mệnh vào cái góc tốc biến của đối phương, chắc chắn đó là một cú đoạt mệnh hay của Van Der, qua đó tối ưu CC dành cho cái tình huống bắt vừa rồi. Trong khi đó Van Der tiếp tục tấn công vào phần rừng của đối phương, anh ta bị kéo một nửa lượng máu nhưng cũng kéo máu trắng dành cho bên phía của Chin. Chin đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc di chuyển để cố gắng kiểm soát lượng tầm nhìn, bởi ở trong ván đấu thứ hai này Chin đang đóng vai trò support roaming nhiều hơn, đã di chuyển rộng nhưng bị bắt vị trí là tương đối nhiều đến từ bên phía của Buriram. Và bây giờ khi mà con rồng ra để xem là liệu rằng Van Der có thể giúp cho Buriram giữ được con rồng này không, đứng giữa đang ở tình huống tấn công vào người của SMY. Wow. Mất máu là tương đối nhiều, nửa cây như thế này thì một tình huống đáp xuống của SMY sẽ không còn nhiều những sự nguy hiểm nữa. Và để xem là tình huống cạnh tranh trừng phạt với 5 người đánh có thể làm tốt hay không. Rất hay. Van Der muốn chủ động đánh và anh ta có một tình huống đoạt mệnh là rất hay. Tiếp tục lên bản điểm số, đáp xuống lên SMY nửa cây máu làm được gì đây, sẽ có lẽ chỉ là feed mà thôi. Và đây con rồng được giữ lại đến từ bên phía của Van Der. Van Der vẫn đang thành công trong những tình huống tranh cướp trừng phạt của mình. X-Bay thua toàn tập về khả năng trừng phạt so với Van Der, cắm cấp lặng vào Van Der. Van Der bị cào đến từ bên phía của X-Bay. Xin con sống sót thoát về với một chấm máu. X-Bay cũng đã nhảy được qua phía bên đây. Nhưng đội hình của Buriram họ cũng sẽ hài lòng với những điểm hạ gục mà họ gỡ gạc được. Bên cạnh đó là con sống đất ở trong trận thi đấu vừa rồi. Hơi đáng tiếc đến từ những hit đánh cuối cùng của Van Der lại không đủ lượng sát thương. Nếu như đó một tình huống có đủ sát thương, có lẽ anh ta sẽ có khả năng về rồi và cũng không cần phải dựa đến như vậy. Nhưng đây là một tình huống X-Bay vào thua trừng phạt thêm một lần nữa khi mà bị tiếp cận. Và đó là một pha thiếu, hãy nhìn lượng máu của Shin, một chém nữa thôi nhưng thiếu có lẽ chỉ là một chạm nhẹ, cả Tipper cũng không đủ cái tầm để có thể với vào người của Shin trong tình huống đó, hơi đáng tiếc. Tiếp tục là những cú xuất hồn của Van Der. Nhưng người thực sự sắp xuất hồn mới chính là SMY. Anh ta bị kéo máu, tiếp tục là một lượng máu nguy hiểm nữa. Noel ra hứng những tình huống phóng phi tiêu của G. Có thể nhìn thấy rằng Van Der đang chơi thực sự là carry với con Jone này. Anh ta đang đánh đúng với cái điều kiện cần có đến từ bên phía của Buriram. Đó là Jone cần phải ám sát và cần phải dứt điểm được những mục tiêu chủ chốt quan trọng bên phía đối phương. Chúng ta nghĩ rằng cặp đôi sát thủ bên phía của Thunder Talk trong trận đấu này sẽ có một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, đó là phong tỏa Van Der. Nhưng chính Van Der mới là đang là người phong tỏa hai sát thủ bên phía đối phương ở trong cái những tình huống xử lý vừa rồi. Van Der đang thi đấu pressing ở trên tất cả các vị trí trên bản đồ. Chúng ta thấy được anh ta có những cú xuất hồn ở đường giữa, đường trên cũng đã một lần xuất hồn rồi, và bây giờ thì đang tấn công vào vị trí của X-Bay nhưng X-Bay về được. Thực sự đang cái khả năng xây dựng đội hình xung quanh vị trí của Van Der đang rất tốt đến từ bên phía Buriram. Và đấu trước thì là một con Aatrox, và đấu này thì cái tác động của Van Der ở trong ván đấu nó xuất hiện ngay từ trong những khoảng thời gian ban đầu và đem lại rất nhiều cái lợi thế dành cho bên phía của Buriram. Nhưng lượng tiền thì Buriram vẫn đang thua, nên nhớ là như vậy. Chính xác. Bên phía của Thunder Talk vẫn đang làm tốt được một việc, đó là họ luôn đi chung với nhau, có được những nhịp farm và những nhịp chia tiền, qua đó thì tối ưu lượng tiền một cách rất là thần kỳ. Đặc biệt là Shin, ở cả hai ván đấu thì ở trước phút thứ 10 anh ta luôn là người có được lượng tiền dẫn trước và giàu nhất trên toàn bản đồ. Bây giờ ta gạ đánh nhau với Tipper. Tipper có đủ tiền đề để thoát về, chỉ quay ngược trở lại uy hiếp vị trí của Shin. Gọi WaterZ đến, thủy lôi tầm nhiệt lên đầu của Shin, xuất hồn ra, đoạt mệnh vào, họ gục được vị trí của Shin rất nhanh chóng, vậy là người giàu nhất bên phía Thunder Talk đã phải nằm rồi. Cơ đội Fit bây giờ tới có thể tạo giáp cho những người đồng đội tăng tốc để truy đuổi đội hình của đối phương. Cấu máu trước với nội hỏa King Mantra và chờ lính tiến vào, liệu có quyết định đánh hay không, đây sẽ là 4-3. Sẽ một tình huống 4-3 dưới thêm trụ, nhưng có trụ thì cũng chưa chắc là đã có thể sống sót được. Một tình huống kéo vào đến từ WaterZ, bóc bọn heo trúng, nhưng đối phương
là một con Galio từ châu bò. Thế nên quyết định đến từ phía Burian sẽ là bỏ ra phần thi đấu này. Họ nên bỏ, bởi vì nếu như cố quá để băng vào trụ trong tình huống đấy thì có thể X-Bike sẽ có thể thêm được cho mình những tình huống có điểm hạ gục, và lúc đấy thì mọi thứ sẽ là rất nguy hiểm. Ý là món cái lượng tiền đã có dấu hiệu nghiêng ngược trở lại về bên phía của Buriram. Tức là liên tiếp những tình huống dắt vị trí của Van Dirt đi bắt lẻ ở xuyên suốt những pha thi đấu vừa rồi là có tác dụng, và nó cũng là vô cùng hợp lý đúng với điều kiện thắng của họ nữa, khi mà những người chơi như là Noel cũng đang được hưởng lợi với 2 điểm hạ gục chênh với người chơi đứng giữa của đối phương đến 1.000 tiền. Rồi thì Van Dirt anh ta cũng đang là cực kỳ xanh, cũng đang dẫn tiền so với Kha'Zix của đối phương. Chính xác hơn là thua khoảng 300 thôi, nó là hòa tiền. Và đặc biệt là anh ta cũng đã đảm bảo được cái tốc độ tăng tiến lượng trang bị của mình theo đúng với thời gian. Anh ta đang gần có món trang bị lớn thứ hai của mình rồi. Thì bước đứng dưới này sẽ có lẽ là phòng thủ trụ thành công mà thôi. Không có nhiều những nguy hiểm đến từ con Galio. Bây giờ thì mục tiêu lớn của trận đấu chưa ra. Thế nên những cái hướng di chuyển đến từ Van Dirt bây giờ có lẽ cũng sẽ tập trung để tìm được cách lấy đi những nguồn tài nguyên đối phương, những cái tốc biến sẽ là một cái gì đấy tương đối quan trọng ở thời điểm hiện tại. Tipper muốn Odin trong pha thi đấu này lao ra nhưng không lấy được quá nhiều máu của Sin. Rồi, còn trong khi đó đường trên thì cặp đôi đến từ bên phía Thunder Talk vẫn đang rất thèm muốn cái trụ một của đường trên. Nó đang được phong tỏa bởi vị trí của Noel. Vị trí của Noel, và anh ta vẫn đang phòng ngự một cách rất tốt, mặc dù cái trụ này chỉ còn 900 máu thôi. Nhưng mà cái bộ đôi đến từ Thunder Talk đã đứng ở trên đây đến tầm 3 nhịp lính rồi. Bây giờ mới có nhịp quay ngược trở lại farm rừng đến từ bên phía của X-Bike. Trong khi đó đường dưới thì cũng là câu chuyện diễn ra tương tự với bên phía của Buriram, khi mà bộ ba của Buriram vẫn đang gặp những sự bế tắc đến từ khả năng phòng ngự của bộ đôi bên phía Thunder Talk. Không nhiều cơ hội để lấy vạng nhau đến từ cả hai đội tuyển thời điểm hiện tại. Có lẽ họ sẽ phải cần chờ con rồng ra sau 14 giây nữa để có thể có những cái cớ va vào nhau. Noel cũng đã có một nhịp biến về, có lẽ lượng tiền pha từ nãy giờ của nhà cũng sẽ đủ để có thể lên thêm cho mình một món trang bị nữa. Và đây cũng sẽ có thể coi là một bước ngoặt của bán đấu trong tình huống cạnh tranh con rồng thứ hai này. Khả năng tranh cướp trừng phạt đến từ Van Dirt so với X-Bike đang là tỷ số 2-0. Và đây sẽ có thể là 3-0 dành cho bên phía của Van Dirt. Nhưng bên phía của Thunder Talk đang ăn tốc độ không phải là quá nhanh. Và bật ra sâu đến từ bên phía của Noel đang chọn mục tiêu để có thể làm choáng. Có lẽ anh ta đang muốn tìm rừng của đối phương trước đã. Dồn sát thương vị trí của Noel. Noel đang trắng máu bỏ chạy một người khác. Đang rất tập bóng là Tipper vẫn thoát đi được với anh Dũng và tao giáp ra. Đây là khả năng trừng phạt tốt đến từ bên phía của Van Dirt. Quay ngược trở lại tái giao tranh dành cho bên phía của Buriram. Đội hình Thunder Talk đang phải bỏ chạy. Rắc mạnh vừa rồi nó không chính xác. Nó chỉ lệch một chút mà thôi. X-Bike vẫn có quay ngược trở lại cào. Hạ gục thành công X-Bike với cú tốc biến rất hồn rất về. Quá hay, đó là Yone trong tay Van Dirt và anh ta còn giữ được cả rồng nữa. Anh ta sửa sai rất nhanh bằng cú tốc biến của mình và sau đấy thì vẫn giật về được, chưa kể có thêm một mạng bỏ túi. Bây giờ thì khả năng tranh chấp con sứ giả này có lẽ cũng sẽ không còn, và cả bốn mục tiêu lớn ở trong bàn thiêu thứ hai này thì đến thời điểm hiện tại đều nằm trong túi của thành viên Buriram. Với con sứ giả họ có thể ngay lập tức thả ra khu vực đứng trên, tiếp tục dồn thêm cái lượng tiền nữa. Thực sự đang là một ván đấu tiếp tục là carry toàn tập đến từ Van Dirt. Chính xác, Van Dirt vẫn đang quá siêu sao. Thực sự những tình huống xử lý của anh ta đang là cực kỳ chất lượng ở trong trận thi đấu này. Đây là một thế trừng phạt phải đánh giá là khó. Thực sự là một tình huống rất khó khi mà Z đã càn quấy được vào tuyến sau trong đội hình của bên phía Buriram rồi. Thậm chí là anh ta sốc gần hạ gục được cả bộ đôi Noel cũng như là Tipper. Nhưng Noel và Tipper câu đủ chiêu của đối phương để cho Van Dirt có một tình huống dứt điểm mục tiêu này. Thực sự là rất hay. Và chắc chắn là sau pha thi đấu vừa rồi thì cái sự hưng phấn dành cho bên phía Buriram cũng sẽ được tăng cao hơn hết. Đội hình của Thunder Talk vẫn đang chơi theo dạng người cùng khổ. Họ vẫn đang chịu những đợt tấn công của đối phương ở giai đoạn đầu và chờ mong một điều gì đó thần kỳ về giai đoạn late game. Akali của Z đến thời điểm này thì cũng chưa thể nói là carry được. Nhưng cái ngưỡng carry của Van Dirt đến từ rất sớm. Và chúng ta thấy một điều nữa, đấy là cái sự thiếu thốn về mặt lượng sát thương. Ở trong những tình huống giao tranh tổng vừa thể hiện rất rõ trong tình huống thiếu trước. Đấy, SY vào nhịp giữ chân là rất lâu. Có thêm cả hàng xoay dọ nhưng không có thêm sát thương nào được bồi vào. Sau cú công lý Debasia của Sin thì gần như là cái lượng sát thương không còn nữa đến từ bên phía của thành viên Thunder Talk. Và bây giờ thì họ đang muốn tình huống băng trụ cũng đứng dưới kéo vào vị trí của SMY. Nhưng SMY là một Galio khả năng cứng cáp và châu bò là có, thế nên bỏ. Cuộc chiến ở cái trụ một này đã diễn ra suốt là rất lâu rồi. Bên phía của Thunder Talk không hiểu lý do vì sao mà họ vẫn đang phòng ngự một cách rất kiên cường ở cái trụ một khu vực đường rồng này. Còn cái trụ một khu vực đường giữa là họ mất một cách quá dễ dàng. Qua đó thì chúng ta có thể thấy rằng bên phía Thunder Talk hoàn toàn bị dẫn dắt bởi đội hình bên phía đối phương. Cơ đối phía đã bị tấn công nhưng anh ta có nhiều lượng giáp và cả tình huống chuyên tâm để uy hiếp vào vị trí của X-Bike nữa. Thoát về một cái an toàn, ăn được hạt hồi phục, hồi đại đầy đủ lượng máu. Đường dưới thì trụ vẫn đang được bảo vệ thành công.
đội hình của Buriram có lẽ đang cần một cái góc khác để đánh một cách đột biến hơn cũng như là gia tăng cái lợi thế này của mình. Họ có thể sẽ thực hiện một hiệu tấn công xuống đứng dưới khi mà Noel đang bị làm, đang làm choáng Đức Xin. Cú xuất thôn không đủ tầm rồi. Chính xác. Nhưng quan trọng là Van Dirt vẫn đang xanh. Van Dirt vẫn đang xanh và anh ta có thể hạ gục Noel đang có một bước di chuyển. Và X-Bay đang cố gắng cào vị trí của Noel, rất nhiều cơ chế được tạo ra. Chắc chắn là Noel sẽ phải nằm rồi. Nhưng quan trọng anh ta câu kéo được bao nhiêu thời gian. Tốc biến ra, cắt và sát thoát đi. Tốc biến đuổi theo con giáp được tạo ra đến từ linh giáp. Và Noel có súng sót. Anh ta bị găm thiêu đốt lên đầu. Anh ta cuối cùng cũng đã phải nằm. Nhưng chắc chắn đó là một tình huống xử lý quá mắc pinh của Noel rồi. Anh ta cũng câu được cái tốc cái thiêu đốt và tốc biến của Xin. Đấy là một cái thành công khi mà ở trong một ngưỡng máu như thế. Nhưng đây là một tình huống tôi nghĩ rằng di chuyển là không cần thiết. Họ không có một lựa tầm nhìn nào, không có đứng giữa đấy cả. Và đó là một tình huống di chuyển rất lỗi đến từ vị trí của Noel. Cú xuất hồn này thì có lẽ Van Dirt cũng sẽ không gây ra nhiều sự bất ngờ khi mà có đến 4 thành viên của Thần Thoát ở khu vực đứng giữa. Việc tấn công trụ đang thực sự là một bài toán đau đầu đến từ cả hai. Khi mà bên phía của Buriram không thể lấy được trụ một khu vực đứng dưới thì bên phía của Thần Thoát cũng chưa có bài toán và cái cách nào để có thể là tấn công ra khu vực đứng giữa cả. Nhưng Quân Z vừa làm gì thế này, anh ta đưa mình vào thế khó. Nhưng anh ta cũng đang là rất cứng cáp, kêu gọi được cả Van Dirt đến, quyết định là đu vào. Đó là gì, anh ta bị dính chuyên tâm, tốc biến thoát ra, thoát được khỏi cú chuyên tâm của đối phương và vẫn an toàn. Ràng buộc chính xác, nốt đến từ bên phía của Senna, đến từ Chin. Nhưng đây là Van Dirt đang chờ một góc cần đặt mệnh của mình. Góc nào đây, đang khá là cần kè, quyết định là giật ngược trở về khi dính với tình huống ràng buộc của đối phương. Đôi khi những cú kéo chính xác quá nó lại là không tốt. Và đấy là một tình huống có lẽ chỉ là test vui đến từ Quân Z thôi, không nhiều cơ hội với vị trí của Tipper ở khu đường giữa trong tình huống vừa rồi mà họ có thể đủ lượng sát thương lấy mạng của bất cứ một thành viên nào bên phía của Thunder Talk. Nhưng cú kéo lại đưa Phát Dép vào một vị trí nguy hiểm. Chúng ta phải lên bảng đếm số mặc dù đã bung cho mình cú tốc biến lùi về. Akali đã có mũ phù thủy. Vậy thì bây giờ cái thủy lôi tâm nhiệt đến từ bên phía của What Z sẽ vô cùng quan trọng. Tại vì chỉ một nhịp mà không có thủy lôi tâm nhiệt lên đầu của Z thôi, anh ta sẽ cắt thẳng vào hàng sau đến từ bên phía của Akali. Và qua đó thì cũng sẽ gây uy hiếp rất nhiều dành cho những Kapma, những vị tướng mỏng hơn như là Johnny. Và bắt buộc Buriram đang phải có những tình huống di chuyển chung với nhau. Điều này sẽ giúp cho họ nếu như có đánh nhau thì cũng sẽ tận dụng được những tình huống giữ chân của Nautilus. Và nếu như có bị bắt thì cũng sẽ có đủ tiền đề để có thể bảo kê cho nhau để có thể thoát lui. Đặc biệt là khi con rồng thứ 3 trận thi đấu đã xuất hiện. Đây sẽ là thế trận 3 rồng dành cho Buriram. Lướt lên trước cấu máu, chọc qua vị trí của SMY. Và SMY mất nửa cây, SMY mất 2/3 máu thoát về. SMY có lẽ sẽ phải đứng ở sau giao tranh và chờ một tình huống đáp xuống với chiêu cuối thôi. Chứ tầm này về nhà thì cũng sẽ không kịp để tham gia giao tranh với đối phương nữa. Cho G đã bắt ai kìa, bắt được Tipper. Tipper trả ngược đam vào G, chém gió vào G, hạ gục G thành công. Bây giờ mới bay Galio đã là quá muộn màng. Tipper vẫn đang cố gắng cò quay, con rồng quay ngược trở lại tầm kiểm soát dành cho bên phía Buriram thôi. Đang lùa vào vị trí của đó là X-Bay. X-Bay 2/3 máu và mất tốc biến thoát bỏ chạy, mất đồng hồ ngưng động. Đó là Noel, anh ta còn sống sót một cách hoàn toàn. Sau đó thoát về, Tipper đang có một tình huống cò quay trong đội hình bên phía đối phương. Xin vẫn đang là rất cứng cáp nhưng ta không quá nhiều đam. X-Bay quay ngược trở lại với một tình huống nhảy. SMY ở lại trong pha giao tranh này một cách vô nghĩa. Và bên phía của Buriram chính thức có được 3 rồng và sắp vươn lên dẫn trước với tỷ số là 2-0 ở trong trận thi đấu BO3 này. Họ đang muốn hướng lên luôn con Barod ở nửa trên bản đồ thời điểm hiện tại khi mà đối phương phải về nhà để có thể hồi phục lượng máu sau tình huống giao tranh vừa rồi. Và với cái lượng sát thương của Barod thời điểm này cũng như là con cá sấu của Noel, tôi nghĩ rằng họ có thể ăn được con Barod này một cách tương đối nhanh. Chính xác. Nhưng một tình huống mà xin ra đổi uy đoạt tiêu và ngay lập tức là vào đất và đoạt mệnh giữ chân. Chỉ là mất rất nhiều máu, có Tipper đến. Nhưng cái tình huống xuất hiện này của Tipper đang là hơi chậm. Vậy ta đang bị cấu lại hơi một nửa lượng máu của mình rồi, gần một nửa. Và sẽ không còn cơ hội để cho bên phía Buriram tấn công vào con Baron này nữa. Ít nhất là bộ ba đến từ Thunder Talk đã thành công trong việc ngăn đối phương ăn đi con Baron này. Nhưng đó chỉ là một cái thành công về mặt trước mắt mà thôi. Còn về mặt đường dài thì bên Buriram đang rất tự tin. Đây sẽ là một Nautilus bất tử dành cho Buriram với Water Z khi mà anh ta được hưởng lợi với 3 bộ loại rồng. Nhưng Van Dirt chỉ cần một tử kiếm lên là anh ta sẽ nằm trong tình huống này. Quyết định là rút lui, đó là Thunder Talk. Hình như là tình huống ở rồng vừa rồi không phải là Tipper gây ra cái lượng sát thương để giết đi Z của con Akali đấy bị nằm xuống bởi Van Dirt thì phải. Một cú sốc sát thương bất ngờ đến từ Van Dirt và khiến cho Z cũng không thể nghĩ rằng là mình có thể phải đào số nhanh như vậy. Bởi vì anh ta vẫn đang ở trong tình trạng đứng trong bóng khói. Và sự xuất sắc của Van Dirt một lần nữa khiến cho bây giờ thì Thunder Talk đang phải đối diện với một ván đấu mà đối phương đã có 3 rồng rồi. Thế kiểm soát Baron cũng đang là có đến các thành viên bên phía của Buriram. Họ sẽ thực hiện một tình huống di chuyển lên khu vực cánh trên, quét hết lượng mắt đi và có thể câu kéo ép cho các thành viên của Thunder Talk ra đây, bắt buộc phải đánh cái cuộc giao tranh Baron. Còn tôi cảm giác là Z ngày hôm nay chơi hơi cá nhân. Anh ta không có nhiều sự liên hệ của mình với những người chơi mà có thể bảo kê cho anh ta ở cả ván 1 và ván này.
Tức là đó là một pha mà anh ta đang lướt vào ở một cái tầm mà Galio không đủ tầm để ulti. Đó là một cái điều mà khi tôi chơi Galio trong rank tôi gặp rất là nhiều. Những người chơi mid của chúng tôi bắt đầu vào cân 4 và bị hạ gục và quay ngược trở lại trách là tại sao Galio không ulti. Nhưng ta lại không biết rằng Galio không đủ tầm để ulti đến đó. Không, thực ra thì ở tình huống đấy không trách NMY được. Bởi vì NMY bị van đất đấm và lượng máu của NMY thời điểm đấy cũng chỉ còn đâu đấy có tầm phần 3 cây thôi. Không làm được gì đến NMY. Và Van Dirt đang thực sự pressing. Anh ta vừa cũng đứng dưa, anh ta đã kịp xuống phần bùa xanh của mình để có thể lấy được mạng của Z rồi. Và đó cũng là quá khó khi mà đang gặp một đối thủ ở trong cái thiếu họ đánh bay đến như vậy. Tức là nếu Z muốn vào giao tranh thì sẽ phải hỏi ý kiến đầu tiên là Senna, thứ hai là Galio. Và Galio đồng ý cho vào thì mới được vào, chứ không được kiểu đi xong mới xin phép thì chắc chắn không còn đường về đến từ bên phía của Z rồi. Và qua đó chúng ta cũng có thể khẳng định rằng Z đang không liên tương tác tốt với những người chơi hỗ trợ của mình. SMY có một cú đấm lên và không còn đấm nữa. Qua đó thì anh ta cũng sẽ gặp nguy hiểm nếu như có một động thái gì đó giữ chân anh ta lại ở tình huống này. Và quyền chủ động thì vẫn đang hoàn toàn nghiêng về phía William. Tipper đang chọn những góc là hiểm hóc hơn, thậm chí là đang đi tìm vị trí của Z để có thể giao tranh. Tập này thì nếu như nói về sốc có lẽ rằng cũng sẽ không thể sốc vào những con thần đấu sĩ. Mục tiêu duy nhất mà Z có thể là hạ gục nhanh, có lẽ chỉ có một mình vị trí Golden Fit thôi. Nhưng hình như Golden Fit cũng đã trang bị cho mình một cái đồng hồ cát rồi. Thế nên thời điểm hiện tại không có nhiều mục tiêu mà Z có thể làm ảo thuật được nữa. Bây giờ thì góc đánh đến từ các thành viên Buriam đang là muốn hướng xuống khu vực đường dưới khi mà con rồng thứ tư của Bảo Thiểu đã sắp ra. Họ đã kiểm soát được khá nhiều cái lượng tầm nhìn với những con mắt được cắm sâu vào khu vực phía sau của hang rồng. Và vẫn đang chờ đợi những tình huống mở đến từ Van Dirt, đến từ vị trí của Quarter Z thôi. Toàn bộ lượng mắt được cắm trong phần rừng đến từ bên phía của Buriram vào nhà Thunder Talk thì cũng đã được dọn đi. Cái mắt duy nhất của họ ở trong hang rồng cũng đã bị quét. Và đây sẽ là nhịp tấn công đến từ bên phía của Van Dirt rất uy hiếp. Tipper tìm vị trí của Z, không muốn cho Z chơi game. Z cũng có muốn cắt vào cũng sẽ phải cả nhìn mặt của Tipper đã. Van Dirt tiếp tục xuất hồn lần hai, uy hiếp vào chị X-Bay. X-Bay phải bỏ chạy và không dám quay đầu trở lại. Còn đây sẽ là siêu hùng ra thế được đáp xuống, chỉ hất tung được hai người và đó là Leo Waterz, một người chơi rất cứng cáp. X-Bay ăn được hạt hồi phục, quay ngược trở lại với giao tranh. Van Dirt vẫn đang cố gắng đánh rồng, tích được cửa kiếm, có thể xuất hồn lần ba để cầu máu tiếp vào đội hình của đối phương. Sẽ dùng con rồng này để ép giao tranh vào đội hình đối phương. Chém vaccine cũng đang là rất đau. Quay ngược trở lại chưa có thủy lôi tầm nhiệt thì phải. Đội hình Thunder Talk vẫn đang giữ được cự ly đội hình với cả năm thành viên và đang lặn vào màn sương để truy đuổi bốn thành viên bên phía của Buriram. Một người phải biến về, đó là Z. Con rồng ở ngưỡng 2/3 máu. Buriram vẫn đang chưa muốn buông con rồng này ra. SMY đang đi đầu và có thể giữ chân vị trí của Van Dirt lại. Van Dirt tiếp tục tử kiếm lần ba, kéo máu vào những thành viên cứng cáp nhất bên đội hình của bên phía Thunder Talk và bắt đầu giao tranh hỗn loạn được rút ra. Ràng buộc vừa rồi chúng rất nhiều người. Tipper có một tiếng chém gió là rất chất lượng. Tipper đưa cả xuống bị cắm kiếm bởi đó là Garen, nhưng thủy lôi tầm nhiệm là tốt, đoạt mình vào tiến sâu. Van Dirt giật ngược trở về bị cắm kiếm là không sao cả, anh ta hạ gục được X-Bay rồi. Còn đây là gì, cắt vào không khí và Water Z vẫn thoát về được. Một tình huống tốc biến rất nhanh tay của Water Z trước cú sát chiêu hoàn hảo lần thứ hai của Z và anh ta thoát được một tình huống tương đối nguy hiểm. Nhưng bây giờ thì sao, Z sẽ phải thoát đi thôi. Phi tiêu của phía bên kia bờ tường, Van Dirt vẫn đang tiếp tục gây những áp lực để khiến cho các thành viên bên phía của Thunder Talk phải ra đây kiểm soát con rồng ngàn tuổi này. Nhưng lượng máu này của Van Dirt là một lượng máu đang chưa quá đầy đủ. Nếu như xin có một tình huống mà cầu Liên Ba Xe, tôi nghĩ rằng họ có thể hàng đi được Van Dirt. Quyết định của Van Dirt cũng đã là bỏ rồi, anh ta không muốn cố gắng tạo ra những tình huống mạo hiểm nữa. Đội hình của Buriram có nhiều gọi là tiền đề để có thể chơi theo dạng rau xanh dài hơi và có quay như thế này. Tại vì họ đang có được khả năng hồi phục tuyệt vời ngoài giao tranh đến từ con rồng nước. Họ cứ tự tin với những pha trao đổi chiêu thức với đối phương, sau đó lùi để hồi máu, sau đó lại đánh tiếp, có thể co quay con rồng được. Và đặc biệt là bên phía của Thunder Talk thì họ cũng có một người chơi khác có khả năng bảo kê là cực kỳ tốt, đó là Chin. Xuyên suốt khoảng thời gian giao tranh vừa rồi thì những Garen, những Galio đã được hồi phục cực kỳ nhiều đến từ con bà Senna ở thời điểm này. Nếu như không phải là Senna mà một con khác thì chắc là máu đấy là máu không thể đủ để giao tranh thêm nhịp thứ hai với Buriram rồi. Nhưng bây giờ lại một lần nữa Buriram muốn ép cho các thành viên của Thunder Talk phải ra khu vực hang rồng ngàn tuổi để giao tranh. Rồi, cú móc là trượt đến từ Water Z, hơi đáng tiếc không phát động một tình huống giao tranh. Van Dirt đang ăn rồng một mình, Buriram đang cử hai người ra đường giữa để trở thành những diễn viên Oscar. Phóng phi tiêu vừa rồi của Z thì lại không chính xác. Van Dirt cũng đang có một cụ tử kiếm muốn cấu máu cũng không thành công. Tipper làm choáng vị trí của Xin. Sát thương của Tipper là cực kỳ đau. Và một tình huống nhảy vào, X-Bay đã có một tình huống xử lý có lẽ là sai lầm, anh ta bị hất tung lên bởi thủy lôi tầm nhiệt. Vậy là không còn thủy lôi tầm nhiệt, Z sẽ có được một góc chơi là vô cùng thoải mái. Z đang chọn góc, cắt vào Tipper, chưa hạ gục Tipper, chưa hạ gục được Tipper với tình huống phi tiêu đang bắn cái rồi. Con rồng đang ở trong ngưỡng tranh cấp, cuối cùng thì Tipper hạ gục được vị trí của Z cơ. Con rồng thuộc về ai đây? Thuộc về Thunder Talk. Và đây sẽ là thoải mái bắn đến từ bên phía của Chin. Chin với bùa lời rồng ngàn tuổi, đây sẽ là chiến thắng lật kèo dành cho bên phía của Thunder Talk rồi.
Một tình huống mà lúc đầu tôi cứ nghĩ rằng là Tipper sẽ chết chay, nhưng ta cũng đã kịp chém gió để có thể lấy được mạng của Z. Nhưng không hiểu sao ở trong cánh còn lại tình huống 4-4 thì bên phía của Thunder Talk họ lại thắng áp đảo đến như vậy, và chỉ còn lại một mình Noel chạy thoát về phía bên kia của Buriam mà thôi. Và bây giờ với một lợi dòng ngàn tuổi thì cảm giác là team của Thunder Talk họ đang muốn end luôn ván thi đấu này. Noel ra một mình như thế này có lẽ cũng sẽ không kéo dài được quá nhiều thời gian, anh ta vẫn còn giáp thiên thần sẽ có thể chết thêm một mạng nữa. Nhưng ai sẽ bảo vệ nhà chính của bên phía Buriam bây giờ? Van Der chiến thắng trong tất cả những tình huống thanh tranh chấp trừng phạt với vị trí của X-Bài. Anh ta chỉ thua đúng một lần ở trong tình huống vừa rồi, và đó cũng là lần khiến cho bên phía Thunder Talk gỡ lại tỷ số là 1-1. Thực sự là một trận